Vào ạ. Chị Phương. Kiệt. Chị đỡ nhiều chưa? Chị không sao. Hôm qua bác sĩ Mai khám cho chị bảo chị bị cảm nặng đấy. Thôi em nấu cho chị bát cháo, ăn đi cho lại sức. Cảm ơn em. Chị Phương. Chị cảm ơn mấy đứa nhá. Chị ăn đi. Cháo có ngon không chị? Ngon. Nhưng mà hơi... Khê rồi. Tất cả tại anh Kiệt ấy. Anh ngu bẩm sinh hay cho tập luyện đấy. Đã bảo luôn từ đầu rồi là nấu cháo liền luôn cho nó nhanh. Lại còn phải tự nấu nó mới bổ. Có mà bổ chửng ấy. Này, mũi mày để trang trí à? Cháo tao nấu, khê đâu mà khê. Không phải khê là gì? Các cụ đã nói rồi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cái cột mà nghe. Cháo tao nấu ấy, nó chỉ hơi khê một tí thôi. Thôi, không sao đâu, chị ăn được mà. May quá, em tưởng lại phải đi nấu lại. À, không có gì đâu, em nói đùa mà. Thôi thì chị để này, để em đi làm lại chị bắt khác. Thôi không cần đâu, lần đầu tiên chị được ăn cháo Kiệt nấu, hơi khê, lại còn hơi mặn. Kể ra cũng thú vị mà. Không phải đâu. Muối thằng Ngọc với thằng Phong cho đấy. Em có cho muối đâu mà. Chị Phương này. Chị có biết là hôm qua lúc chị ngủ ngon nhất, chị nằm yên, không trằn trọc, thì ai là người yên tâm nhất không? Chị không. Thì chắc là tất cả mọi người. Không. Chị không. Lần này chỉ có hai người thôi chị ạ. Để mà chị biết là ai nhá. À mà thôi em không vòng vo nữa. Em nói thẳng luôn này. Đó là... Là thằng trộm. Thằng điên. Thế đòi kể chuyện cười nhốn nhạc. Hôm qua lúc chị đang ngủ ngon, có hai thằng trộm cứ đi ra đi vào, lén la lén lút chỉ để xem chị có ngủ ngon hay không. Xong rồi ra ngoài hành lang, hai bố va vào nhau, suýt nữa thì ngã sấp vào lợn. Này mày đừng có mà nói linh tinh đi nhá. Trộm bỏ em ra. Mày có tin là anh cho mày răng môi lẫn lộn với nhau không hả? Em thách đây. Ra đây. Thôi chơi luôn được lại. Thôi mấy ông tướng đùa thế đủ rồi. Bó tay thôi. À chị Phương này, hay là để em lên công ty chị xin cho chị nghỉ hôm nay nhá. Thật ra chị nghỉ làm rồi. Sao chị lại nghỉ làm ạ? Chị
thấy bản thân chị không phù hợp lắm. Mà với cả chị cũng muốn thử sức nhiều lĩnh vực hơn. Cũng đúng chị ạ. Tuổi trẻ thì phải xông pha, không về già xếp xó. Như bố em ấy, khổ lắm. Ai cơ? Bố em ấy. Mày bảo ai xếp xó? Ý của con là xếp ở một xó, nghĩa là một xứ ấy ạ. Im mồm đi. Chỉ được cái lẻo mép thôi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nhất là ở cái nhà này thì không phải muốn nói gì thì nói, hiểu chưa? Và đặc biệt là những cái sự thật như vậy thì phải phát huy, hiểu chưa? Cười cái gì? Mít với xít. Chúng mày quên là hôm nay phải đi với bố à? Hả? Giờ này vẫn còn ngồi đây. Đi thay quần áo đi. Ừ nhờ, con quên mất. Thôi bọn em về chuẩn bị chị nhá. Thằng này hay thật. Chào chị. Sao? Tạm biệt. Bye. Nhanh lên. Đang đi đây bố. Đập trong một phát chết cả đôi bây giờ. Chị Phương này. Chị rất yêu thích công việc này đúng không? Sao em lại hỏi thế? Em biết mà. Cả cái vụ chị gọi điện thoại nữa, em cũng nghe hết rồi. Và em cũng biết là cái công việc này rất cần đối với chị. Chị không sao đâu. Em đừng lo. Chị Phương này, chị vững vàng lên. Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi. Chị tin em nhé.